Ok và hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Yeah. Thì các bạn biết hôm nay là rất là nhiều người đã biết là hôm nay là ngày gì rồi. Đó chính là hôm nay là ngày nhiêu nhỉ? Để mình xem lại tí. À rồi, hôm nay ngày mùng 9 tháng 11. Yeah, chính là ngày bầu cử của nước Mỹ. Ngày bầu cử của nước Mỹ đầu tiên của nước Mỹ ấy. Thì mình sẽ gọi là sao nhỉ? À, mình sẽ tấn công và đóng chiếm cái Nhà Trắng trong GTA 5. Rồi, Nhà Trắng trong GTA 5 nó sẽ nằm ở đây này các bạn. Đó. Rất là nhiều ở đây, có rất là nhiều quân đội đang kiểu là canh giữ mà, tại vì hôm nay ngày trọng đại mà anh em. Thì mình sẽ tấn công bằng cách là gọi anh em đồng đội tới đó tấn công và phá hủy hoàn toàn Nhà Trắng nhá. Rồi, để gọi anh em nữa nào. À, tem số 4. À, tem số 4 của mình. Swap, phiến quân nổi dậy. Để súng gì cho nó ngon. Ok. Mình đã gọi đồng đội rồi, giờ phải đợi chúng nó tới nữa thôi. Get back to me này. Không biết là chúng nó đang ở đâu nhỉ? À nó gần mình thôi, đây này. Thêm màu đỏ. Phải gọi xe nữa hay là đi trực thăng cho nó nhanh. Mình thì mình thích đi xe hơn. Ok, được rồi. Hứa hẹn đây là một trong những cái trận đánh lớn đây và sẽ chiếm đóng toàn bộ Nhà Trắng để nắm quyền sở hữu nước Mỹ, nắm quyền với nước Mỹ này. Sao chỉ có một thằng chạy xuống thôi? Có lẽ mình nên phải chạy lên đón các bạn ạ. Rồi mình sẽ kêu anh em khác vậy, chứ này là không ổn rồi. Đợi mình chỉnh lại một tí nha các bạn. Look the fuck out. Cuối cùng thì nó đã lên rồi, nhưng mà mình sẽ chỉnh lại. À được rồi, anh em chúng nó đang tới các bạn ạ. Phía trên kìa, phía trên đồi này. Mình sẽ tổng tấn công vào cái Nhà Trắng này. Xem lại vạch lộ trình ra nào. Mình sẽ không đi đường lớn đâu, mình sẽ men men những con đường nhỏ và đi vòng lại đây này, đó. Vạch đây trước. Come on. Let's go. Ok. Lên nào anh em. Thì chả hiểu tại sao mà mình lại chọn con xe này. Tại vì khi nào mà xuống xe bắn thì mình mới đấy, còn trên xe thì nó sẽ tự động bắn tùm lum hết, cho nên rất là nguy hiểm cho người đi đường. Nói chung là thế. Ô, hai thằng kia chạy theo à, nhìn tội vãi. Thôi được rồi, chơi xe này luôn các bạn, để cho hai thằng kia nó lên nữa. Come on, lại lên hai bé rồi, à, hai bạn này. Rồi nào, hôm nay ngày bầu cử mà mình sẽ đánh bom thế nó mới liều các bạn ạ. Đánh bom với lại tổng tấn công luôn. À, những cái đường đồi này các bạn thấy không? Rất cực kỳ nguy hiểm luôn. Mình con chạy con xe gì cũng quên tên rồi. Nói chung mình khi ít khi nhớ tên lắm các bạn ạ. SUV gì đấy phải. Lên nào. Oh man. Lên không, đi không? Còn chỗ nữa đâu mà đi. Rồi thôi được rồi, chúng mình chỉ đi như vậy thôi. Tới và tấn công chiếm đóng sân đại, chiếm đóng khu quân đội. Ở đây đang có một cuộc đua nhưng mình, nó hỏi mình có tham gia không thì thôi không tham gia. Đua xe này. Mình tập trung vào nhiệm vụ của mình thôi. FPS nó tụt kinh quá, không được đem lại cảm giác mượt nhất. Thì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại từ game G5 này. Mong là các bạn sẽ ủng hộ cho mình bằng cách like và subscribe nhiệt tình nhá. Nếu cảm thấy hay đừng quên like, share cũng như subscribe channel của mình nhá. Ok. FPS nó tụt quá cũng khó, rất là khó di chuyển. Hiệu ứng lắc giờ được các bạn ạ. Rồi. Quá đông đủ rồi. May là không có thêm thanh niên nữa sẽ lên sẽ chủ chốt cái khẩu pháo phía trên của bạn. Đấy, một trong những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Come on. Chúng ta sẽ tấn công vào Nhà Trắng. Đấy, bên kia bọn nó đang đi picnic. Mình thì đi làm việc lớn, trọng đại. Xem nào. À, rồi mình sẽ đi con đường bé này, đi con đường nhỏ này các bạn này, đi đường đất đi. Nó sẽ lên đây. Hay quá. Oh, come on, sorry.
Sorry, lên xe lại đây nào. Sorry. Thằng khu kia rớt xuống dưới cái vực luôn. Có thấy là những cái đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm, nếu mà tay lái không cứng là chết ngay. Đấy, mình vừa mod thêm cả cái biển cái đo tốc độ, cho nên nó cực, phải nói là nhiều mod sử dụng một lần nó cũng không tốt, tại vì nó làm cho máy cực kỳ lag luôn. Địa hình này mà đi phượt thì hết nói các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ được tấn công thôi. Kịch bản mình đã dọn sẵn rồi. Đấy rồi. Lên nào. Ai? Vai. Một con xe phải nói là xe bọc thép cực kỳ tốt, nhưng mà những cái địa hình như này chạy rất là khó khăn. Come on, come on. Đấy, thỏ các bạn thấy không? Phía trước màn hình của bạn là có vài con thỏ kìa. Rồi chúng ta đã thấy nhà trắng trước mặt rồi. Ở ngoài thực tế thì nhà trắng rất là xung quanh rất là nhiều bảo vệ, nhưng mà cái này cũng không kém. Ở đây là ở trong vòng thưa thớt ít dân cư nữa chứ. Come on. Chúng ta sắp đối diện với một cuộc chiến phải nói là rất là cực kỳ khốc liệt. Mong là anh em sẽ đồng hành cùng mình trong cái chuyến đi lần này. Đây, trước khi vào đã tới nhà trắng rồi. Tới nhà trắng rồi, đã tới nhà trắng rồi. Thôi mình sẽ lùi lại một tí, không lẽ nó bắn chết ngay. Qua đây không gió thì đã. Xuống anh em. Nó tới rồi kìa. Xuống. Ô, tấn công anh em. Kìa. Đâu nhỉ? Quân đội khá đông. Nó biết mình tới sẽ bắn ngay. Ô, hai thằng đây này, hai thằng ghẻ này. Đâu rồi. Trên là đầu các bạn. Trên lùm cây mình không thấy. Come on. Ôi dồi ôi. Ô. Chết cha rồi, đồng đội mình chết gần hết rồi. Chết sạch lên rồi chứ không phải gần hết nữa. Cố lên. Ô, thằng này gọi hay là quyết tâm chưa? Mặc dù bị bắn ngay bụng, vẫn kiểu là cho mình cảm động muốn khóc mất. Mình không biết nói sao nữa, nhưng mà thằng kia bị bắn ngay bụng rồi vẫn cố vươn lên bắn thêm vài phát nữa. Em đúng sống tốt quá. Tiếng Việt. Thôi em, mình không muốn em thấy đau khổ đâu, cho nên kết thúc sớm thì bớt đau khổ. Rồi mình sẽ gọi team khác. Ok. Mình sẽ gọi team khác lên để bảo kê mình lại, chứ không đi này nguy hiểm lắm. Được rồi. Follow fire này. Chúng ta sẽ tấn công lại khu quân đội nha anh em. À, tấn công lại nhà trắng nha anh em. Đi nào. Move. Go. Chết ba mày. Ô. Kìa anh em, kìa. Nó kìa. Gây. Come on. Quân đội đông lắm nó quá ạ. Này bắn anh này. Nó chơi mình kìa. Chết này. Oh man. Tội nghiệp. Ôi giời ơi. Đây, núp vào đây này. Ơ. Chết chưa? Chết rồi. Ok kìa. Một đống luôn. Xem ra bọn phiến quân này cũng khá là yếu đuối đấy. Mình mới bắn một tí thôi đã chết gần hết rồi. Oh, ngon. Trèo lên té luôn các bạn ạ. Này, phải đấu tay đôi này à. Thích chơi tay đôi không? Đâm phát chết luôn. Wow à, mình không tin nổi vào mắt mình nữa là đấm một phát chết luôn các bạn ạ. Kinh khủng quá. Qua đây, come on. Chạy luôn rồi. Mày này. Thôi, chạy thôi. Mình đã nhập mã rồi cho nên cứ yên tâm mọi chiến đi, không sao cả đâu. Ôi chuồn à, thôi cho em đi đấy. Đấy, thấy mình lực lượng quá đông nên chạy luôn rồi. Đúng thanh niên. Ô, team của mình chết rồi, hết rồi các bạn. Chết hết luôn rồi chứ. Đúng bọn này ác độc thật. Mình sẽ gọi lại nhá. Ô.
Giết anh em. Come on, come on. Ôi, bọn squad kia chạy chậm quá. Wi-Fi. Đấy, chúng nó đang bảo kê cái tòa nhà. À, tòa nhà gọi là Quốc hội. Nhà trắng Mỹ ấy. Đợi mình tí nhá. Nhà nó nằm đây này các bạn. Mình sẽ gọi thêm địch cho nó kiểu tăng thêm phần hấp dẫn. Giết giết giết. Lực lượng anh thì nói chung là không thiếu. Mặc dù chết hơi nhiều nhưng mà vẫn không sao. À đấy, team mình cả nó lúc lúc lóng lóng kia kìa. Come on, come on. Sau khi giết hết thì mình sẽ đánh bom nhà trắng luôn. Lên đây. Này, biết ngay mà. Đấy, như bắn xuất kích của quả ạ. Ôi kìa kìa. Ôi dồi, một phát đi luôn. Ôi shit. Ôi chết sạch luôn rồi. Kinh khủng quá. Rồi thì mình cũng chỉ còn 3 đứa thôi. Ok anh em chuẩn bị đi. Chuẩn bị chúng ta sẽ làm phát nữa rồi kết thúc video. Bắn đi bắn đi bắn đi. Cho chúng mày bắn đấy. Ngu người ngu người. Yeah. Nó phụ anh nào. Come on, come on. Một em. Úi giời. Yeah. Coi như lực lượng phiến quân đã bị tiêu diệt gần hết. Ờ, bên kia kìa anh em. Bên kia kìa. Nó bắn trên bà hết cả bới giờ. Ở vai. Lần này thì mình sẽ tăng thêm phần hấp dẫn nữa bằng cách là một mình sẽ cân 40 đứa, 400 anh em. Đấy, lộn vòng các kiểu này. Ồ, anh em bên mình chết gần hết rồi. Ok. Đâu ở đâu ấy nhỉ? Ôi giời, chết đi. Rồi mình sẽ đứng bên góc này và gọi anh em tới. Cố chấp này. Rồi mình sẽ chỉnh lại thông số một tí nha anh em. Mình sẽ gọi toàn bộ gọi là toàn bộ tổng toàn bộ quân thế tấn công một mình thôi. Thế để thêm phần hấp dẫn. Để xem là trình độ của chúng nó sẽ như thế nào. Đó rồi các bạn, mình đang setup lại tí. Ok. Như vậy coi như gần xong rồi. Đã chết gần hết. Đã chết hết rồi chứ. Đấy, giờ mới vào cuộc chiến của đôi ta này. Một mình chấp hết. Come on, come on. Quẹo lửa. Ôi trời vãi. Quá đông quá. Quá đông luôn. Bắn nát con xe rồi. Này, ui dồi, cả số gắp nữa kìa. Vãi thật. Chết. Ok, hay lắm. Gặp anh coi như chúng chú choi rồi. Này. Thôi chạy vào trong cho an toàn. Chạy vào trong hầm du. Này lên này lên này. Lên này, ui dồi. Chết hết. Thay dạng thôi. Cái này không được tốt chưa. Ô, móc kìa. Móc UB này.
chết luôn. Còn cố bắn đấy kìa. Này chết đi. Này nó bên mạng sườn nó tấn công mình kìa. Đợi đấy, đợi đấy. Này các bạn thấy là vũ khí này cực kỳ mạnh. Bùm. Ô không. Bùm. Hay lắm. Tấn công mạng trái rồi. Thì nó chết gần hết. Xông lên. Yeah. Này chú này chơi anh à. Còn nhà trắng thất thủ. Nhà trắng thất thủ rồi các bạn ạ. Bao nhiêu quân đội thế mà không thể nào chơi được mình. Mình là dị nhân, kẻ bất tử. Thực ra thì mình đã mod bất tử rồi. Sao chú muốn gì? Lại đây, lại đây. Come on. Một đấm này à, chạy luôn rồi. Nhỏ vái thanh niên, sợ tay đái. Mày chết. Một đấm là chết luôn các bạn ạ. Kinh khủng thật. Thôi được rồi, mình sẽ tập trung vào ném bom cái chỗ này. Ném bom nhà trắng nha anh em. Ném bom nhà trắng nào, mình sẽ đứng đây để có tầm nhìn tốt nhất. Và sử dụng mod bom. Đây, 900. Rồi, bây giờ mình phải chỉnh lại súng đó. Rồi 100 chiếc. 100 chiếc máy bay sẽ ném bom thẳng vào tòa nhà trắng này. Anh em hãy đợi đấy mà xem. Chờ chúng ta đợi 10 giây nhé. Chưa thấy đâu nhỉ. À đây rồi, quả thấy không? Đấy, những chiếc phi cơ đang ném bom. Mà không biết là có thể phá hủy được nhà trắng không. Hình như hụt rồi. Quả thấy là đấy, 100 chiếc. Thực ra thì không đủ đâu. Tại mình nói chơi đấy. Ở chừng mấy chục chiếc à. Mình sẽ mod sử dụng luôn gọi là những cái kim mạnh nhất của súng trong dự án 5. Ô, bị cái gì nhỉ? Là mình để mình mod xong đó là mình sẽ rải bom lại. Đấy, các bạn thấy này, đánh bom toàn bộ thành phố luôn, đánh bom toàn bộ cái nhà trắng này luôn. Chết. Ôi vãi. Không hề hấm gì các bạn ạ. Mình ném hết bao nhiêu trái nhưng mà không sao cả. Vẫn sống. Đấy kiểu như là súng phóng lựu ấy. Ok, mình sẽ chuyển qua súng khác. Súng như súng hạng nặng. Không thấm vào đâu, không phá được cánh cửa trước cửa luôn. Này, ôi dồi, nhờn ghê á. Mình sẽ chuyển qua súng khác. Giống như kiểu là cái này giống kiểu pháo hoa các bạn ạ. Đấy. Pháo hoa thì phải. Wow, cũng khá là thốn. Mình bắn vào tường đâu nít đấy. Đấy. Rồi vai. Tiếp tục tiến phát nữa này. Yeah. Vẫn không phá được mặc dù nứt rất là dữ dội rồi. Mình sẽ lại gần. Không hề hấm gì. Lại gần nó không có tác dụng. Mình chỉ làm được dạng nứt cái móng của nó thôi. Như thế là hết đát rồi. Ô oh, hay. Thôi man. Mày phá hủy nhà trắng này. Mình thử phá cửa sổ xem. Vẫn không được luôn. Quá kiên cố. Nhà trắng để đủ sức để chịu đựng những trận bom như này. Rồi mình sẽ sử dụng một cái loại súng đặc dụng. Kinh khủng lắm. Đấy các bạn thấy. Để mình test cho các bạn xem là cái súng này mạnh như cỡ nào này. Đấy, kinh khủng như các bạn. Rồi phát nào phê bên đấy. Nhưng mà phần không đủ để chơi nhà trắng này. Vẫn không đủ để chơi nó.
Rồi mình sẽ đặt bom nhá. Đặt bom nào. Đặt bom để phá hủy nhà trắng nào, 500 tấn bom TNT. Oh yeah. Trời tuốt. Come on. Mình đã đặt rất là nhiều bom rồi. Mắc luôn rồi các bạn ạ. Giờ thì mình sẽ ở xa xa. Mình có kích hoạt bom nha, nó nổ bằng cách là sử dụng nhắm. Đây. Cứu hỏa cũng đã tới rồi. Vâng, mình không hề hống các bạn ạ. Mình sẽ coi như mình sẽ sử dụng skin bom lại nhé. Thì thử xem thế nào. Ok, mình sẽ ngồi đợi một tí để máy bay họ tới. Đấy, 800 chiếc máy bay sẽ ném thẳng bom vào Nhà Trắng. Đâu rồi? Ở đâu rồi nhỉ? Ồ, các bạn thấy không? Vẫn không làm Nhà Trắng sứt mẻ một tí nào. Oh man. Tấn công lầu năm góc Nhà Trắng này. Mình sẽ test lại thêm bom nữa. Lần này ấn E ở đây rồi. Rồi mình thấy không? Bom sẽ, những cái máy bay sẽ ném bom thẳng vào Nhà Trắng nhưng mà vẫn không hề ấm. Phải nói là một kiến trúc cực kỳ kiên cố. Làm lại nào. Cái này mình sợ nếu mà mình bật cái chế độ pumping này lên thì sẽ có một cái máy bay cực kỳ lớn ném rất là nhiều bom, nhưng mà mình sợ là nó sẽ làm game bị hỏng luôn. Nhưng mà không sao, mình sẽ thử phát luôn, tại vì video này đã quá dài rồi. Nếu mà không được thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Ok, mình sẽ xa xa tại vì cái này ném bom kinh hoàng lắm các bạn ạ. Đây là Nhà Trắng của mình ạ. Kích hoạt ném bom nguyên tử. Mình sẽ kích hoạt ném bom nguyên tử, bom ping. Rồi, nhấn H để kích hoạt bom. Không được, khoảng cách quá xa. Được rồi, qua ạ. Đấy, máy bay khổng lồ sẽ ném một chiếc bom, rất là nhiều bom xuống Nhà Trắng của chúng ta. Ở đây. Không hề hấn gì. Mình biết ngay là sẽ bị lỗi rồi, cho nên mình đã nói từ đầu. Thì nếu mà các bạn xem video này cảm thấy hay, đừng quên like, share cũng như subscribe channel mình nhé. Cái nhiệm vụ phá hủy Nhà Trắng của mình thì có lẽ là không thành công rồi. Lần sau thì mình sẽ phá hủy một lần nữa để xem là nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ mình sẽ chuyển qua nhân vật khác. Nếu mà quay trở lại nhân vật cũ thì nó sẽ bị lỗi, tiếp tục bị lỗi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên ấn một like, nhấn subscribe để ủng hộ mình ra những cái video tiếp theo về G5. Bạn có ý tưởng gì có thể comment xuống bên dưới, mình sẽ mình rất vui nếu mà nhận được ý kiến từ các bạn. Xin chào.